Bình an đích thực là bình an mà chúng ta không tự có nơi mình, nhưng bình an ấy là quà tặng của Chúa Thánh Thần. Bình an mà vắng bóng thập giá không phải là bình an của Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta bình an ngay giữa những thử thách. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thành lễ sáng nay tại nhà nguyện Mata. Thế gian hứa hẹn mang lại cho chúng ta một nền hòa bình vắng bóng đau khổ, một nền hòa bình nhân tạo. Đó là một sự bình an bị giản lược thành yên tĩnh, nó cũng có thể được gọi tên là hòa bình nhưng đó là kiểu hòa bình thu vén và tập trung vào tư lợi vào sự an toàn của cá nhân vào sự đảm bảo và bình yên giống như cảm giác của ông phú hộ được kể trong tin mừng đó là kiểu an bình khép kín nơi bản thân mà không mở ra với tha nhân thế gian dạy cho chúng ta con đường hòa bình ấy con đường này mê hoặc chúng ta và làm cho chúng ta không còn nhìn thấy thực tế của cuộc sống nữa thực tế của thập giá đó là lý do mà chính Thánh Phaolô đã nói, chúng ta phải vào nước trời với rất nhiều gian khổ. Thế nhưng, bạn có thể có hòa bình ngay giữa những gian nan. Về phần chúng ta, chúng ta không có loại bình an giống như kiểu an tâm về tâm lý. Bởi lẽ, bình an đích thực là bình an mang nhiều gian khổ. Nơi ấy có nhiều người bệnh tật ốm đau, nơi ấy có người qua đời, và có cả chúng ta nữa. Bình an của Chúa Giêsu là quà tặng, là ơn ban của Chúa Thánh Thần. Trong bình an này có dáng dấp của thập giá và chúng ta tiếp tục tiến bước. Đây không phải là thứ chủ nghĩa khắc kỷ, không, chủ nghĩa khắc kỷ là chuyện khác. Bình an của Chúa là ơn ban là quà tặng và giúp chúng ta tiến bước. Ngay cả Chúa Giêsu sau khi Chúa ban bình an cho các môn đệ thì chính Chúa chịu nhiều đau khổ trong vườn cây dầu. Chúa đã hiến dâng tất cả để làm theo ý Chúa Cha và khi ấy Chúa Giêsu rất đau khổ, cũng khi ấy Chúa Cha sai thiên thần đến an ủi Chúa Giêsu. Bình an của Thiên Chúa là bình an đích thực, là bình an làm nên thực tại cuộc sống, là bình an không chối bỏ cuộc sống. Cuộc sống là thế, có đau khổ, có bệnh tật, có nhiều điều xấu, có chiến tranh. Nhưng giữa những điều ấy, có hòa bình, có bình an như món quà. Cùng với quà tặng bình an ấy, chúng ta vác lấy thập giá và tiếp tục tiến bước. Bình an mà vắng bóng thập giá thì không phải là bình an của Chúa. Vì thứ bình an của thế gian là loại bình an có thể mua bán. Bình an của thế gian thì chúng ta có thể tạo ra nhưng không bền vững. Khi một người nổi giận thì người ấy mất hòa khí. Trong tâm hồn chúng ta gặp trục trặc là lúc chúng ta chưa mở lòng cho bình an của Chúa Giêsu. Khi chưa mở lòng như thế, tâm hồn chúng ta không có khả năng mang lấy cuộc sống với những thập giá và khổ đau. Chúng ta hãy nài xin ơn bình an của Chúa Thánh Thần chúng ta vào được nước thiên chúa sau khi phải trải qua nhiều gian khổ. Ơn bình an không thể bị đánh mất là bình an nội tâm. Trong cuốn sách Thành đô thiên chúa, Thánh Augustino nói rằng, cuộc sống của người Kitô là cuộc hành trình đi giữa những bách hại của thế gian và những an ủi của thiên chúa. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được bình an mà Chúa ban cho chúng ta, cùng với bình an ấy, người ban chính thánh thần cho chúng ta